Nga tìm cách giảm nhẹ ảnh hưởng của vấn đề Snowden đối với mối quan hệ Nga-Mỹ, tin từ Mạc Tư Khoa. Các nhà phân tích của Nga hôm nay cho rằng quyết định của Nga cấp quy chế tị nạn cho ông Snowden có khả năng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến mối quan hệ Mỹ-Nga, nhưng cả hai nước sẽ tìm cách đẩy vụ bê bối này qua một bên để tránh tạo thêm bối rối. Quyết định của Nga hôm thứ Năm cấp quy chế tị nạn cho ông Snowden đe dọa làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga, trong khi cả hai bên đang tìm cách giải quyết các thách thức chính trị. Với việc Nga đang cưu mang người cựu nhân viên tình báo Hoa Kỳ được xem như là một cái tát vào mặt đối với Tổng thống Barack Obama, Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc việc liệu Tổng thống Hoa Kỳ có nên hủy bỏ chuyến đi Mạc Tư Khoa vào đầu tháng 9 hay không để tham dự hội nghị thượng đỉnh. Việc Hoa Thịnh Đốn đưa ra lời đe dọa này nhấn mạnh hậu quả có khả năng gây tổn hại đến triển vọng hòa giải giữa hai cựu đối thủ của thời chiến tranh lạnh về các vấn đề toàn cầu, vượt xa số phận của một hacker 30 tuổi đang tìm cách tránh né bị truy tố tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các phân tích gia chính trị nghĩ rằng cả hai nước sẽ tìm cách giảm nhẹ hậu quả của vấn đề Snowden. Tuy ông Putin và ông Obama có thể hủy bỏ các cuộc đàm phán song phương tại Nga, nhưng ông Obama vẫn sẽ đi đến St. Petersburg để tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối G20, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9. Trong khi Điện Cẩm Linh đã im lặng trước sự bất đồng song phương, các quan chức của chính quyền Obama và các nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng mối quan hệ Nga-Mỹ sẽ không thể bình thường sau khi Nga cung cấp cho ông Snowden quy chế tị nạn trong một năm và cho phép ông ta rời khỏi phi trường ở Mạc Tư Khoa. Danh sách dài của các bất đồng giữa Hoa Kỳ và Nga bao gồm việc Mạc Tư Khoa hỗ trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến của Syria, trong khi ông Obama đã dẫn đầu những kêu gọi quốc tế đòi hỏi ông al-Assad từ chức. Mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn giữa Hoa Kỳ và Nga có thể làm phức tạp thêm việc hợp tác của hai nước trong việc sắp xếp các cuộc hòa đàm Syria nhằm đưa đến một giải pháp chính trị. Với tân Tổng thống Iran vừa mới được bầu, ông Hassan Rouhani sắp tuyên thệ nhậm chức, người đã phát tín hiệu sẵn sàng để đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cũng có những mối quan ngại tại Hoa Thịnh Đốn cho rằng Nga có thể tìm cách giảm bớt các biện pháp trừng phạt đã được đưa ra để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran. Về nhân quyền, Hoa Kỳ và Nga vẫn còn nhiều mâu thuẫn. Cho đến nay, Tòa Bạch Ốc đã tỏ ra chừng mực trong các chỉ trích đối với các cuộc đàm phán đối lập của Điện Cẩm Linh. Nhưng nay, sau vụ Snowden, Hoa Kỳ có thể thẳng thắn hơn trong các tuyên bố. Về phần mình, ông Putin đã sử dụng việc Hoa Kỳ truy tố ông Snowden để cáo buộc chính quyền Obama là đạo đức giả khi chỉ trích ông ta về vấn đề nhân quyền.